Auto-tune là plugins có thể tùy chỉnh được cao độ của giọng hát của bạn khi thu âm. Chính vì vậy cho nên rằng đây là một trong những cái plugins mà được rất nhiều producer, lẫn rapper và thậm chí cả vocalist thực sự rất săn đón và muốn có. Ở trong video này thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cái plugins này. Chúng ta hãy cùng xem là plugins này có những phiên bản nào và so sánh từng phiên bản một để những bạn nào đang có nhu cầu muốn sử dụng Auto-tune có thể chọn cho mình được cái phiên bản phù hợp nhất với mình nhé. Đầu tiên thì Auto-tune bao gồm 4 phiên bản, đó chính là Auto-tune Access, Auto-tune Effects Plus, Auto-tune Otis và Auto-tune Pro. Đối với từng phiên bản một thì nó đều có công dụng riêng, nó đều có cái độ mở rộng khác nhau và từng mức giá khác nhau. Và hôm nay chúng ta hãy cùng so sánh và phân tích từng phiên bản theo thứ tự từ giá rẻ đến giá đắt, hay có thể nói rằng từ phiên bản hạn chế cho đến phiên bản nâng cấp. Đầu tiên là Auto-tune Access, thì đây là cái plugin rất là rẻ và rất là dễ dùng, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc rằng nó chỉ có hai chế độ điều chỉnh là Retune Speed và Harmonize thôi. Mình đã từng làm một cái video hướng dẫn về cái phiên bản này ở trong quá khứ rồi. Nếu như bạn nào muốn nghe thử thì hãy click vào link mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé. Tiếp theo là phiên bản Auto-tune Effects Plus. Thì phiên bản này nó có khung hiệu ứng và rất nhiều preset, mình cảm thấy nó rất là hay. Nhưng gần như là toàn bộ các hiệu ứng này thì các bạn hoàn toàn cũng có thể tạo được, tự làm được bằng những cái plugins khác ở ngoài thị trường. Phiên bản thứ ba là Auto-tune Otis. Đây là phiên bản chế độ điều chỉnh rất hữu dụng và mình nghĩ rằng nó phù hợp cho những bạn nào kỹ tính, dễ dàng tạo ra được những hiệu ứng giọng hát chân thật, hay như là các rapper nổi tiếng ở ngoài thị trường. Các bạn có thể chỉnh được độ rung của giọng hát này, làm hiệu ứng nghe bớt ảo đi nhưng cao độ thì vẫn chuẩn 100%. Chưa hết, có thể tạo ra giai điệu từ giọng hát bằng tiếng đàn MIDI, tức là cái hiệu ứng Talkbox đấy. Và cuối cùng là phiên bản Auto-tune Pro. Phiên bản này là phiên bản đầy đủ và được tặng kèm thêm plugins Auto-Key. Đây là một cái plugins cùng hãng Auto-tune và nó có khả năng là tìm tông của cái vocal mà các bạn đang định mix. Ngoài ra, nó có chế độ chỉnh vocal đồ thị y như là Melody hoặc là Newton ở trong FL Studio mà chúng ta hay dùng đó, để chỉnh được các cái cao độ đó một cách rất là thủ công. Nôm na ra thì đó chính là các cái đặc điểm chính của 4 phiên bản Auto-tune. Được rồi, mình mong video này nó sẽ có ích cho mọi người và mình mong rằng các bạn đã chọn được một cái phiên bản Auto-tune phù hợp với bản thân mình. Cuối cùng thì mình muốn khuyên rằng là nếu như các bạn muốn mua thì hãy mua ở Việt Nam, chứ đừng nên mua ở trang chủ Antares. Bởi vì mua ở Việt Nam ấy thì nếu như mà có bị làm sao hay là cần hỗ trợ thì các bạn còn ăn vạ được với người Việt Nam. Còn mua ở trang chủ thì chờ hỗ trợ và support rất là lâu và khó nói chuyện, bởi vì có nhiều bạn tiếng Anh không được giỏi cho lắm. Và ngoài ra là khi thanh toán ở Việt Nam thì nó sẽ dễ dàng hơn, bởi vì các bạn chỉ cần thanh toán bằng thẻ tín dụng bình thường thôi, chứ không cần phải tạo ra một cái thẻ thanh toán quốc tế. Hiện tại trong tháng 6 này thì chúng mình đang có cái chương trình sale giảm giá 50% cho phiên bản Access của Auto-tune. Cho nên rằng nếu như bạn nào hứng thú thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Và mình mong rằng là đối với những bạn có thể sở hữu được Auto-tune cho mình thì các bạn sẽ tận dụng được nó một cách tối ưu và tạo ra được những cái bản vocal, những cái bản nhạc hay và năng suất nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Peace.